Xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình ăn dưa cải nha cả nhà. Ở này ăn dưa cải xào với trứng. Nhà mình có hay ăn này không? Dưa cải này bình thường mình mua về mình ăn với thịt kho, mà hôm nay mình không có ăn thịt kho, mình ăn với trứng, mình xào với trứng nha cả nhà. Đây. Dưa cải này mình sắc nhuyễn, mình rửa mình sắc ha. Sắc nhỏ nhỏ rồi nãy giờ mình xào với tỏi. Nhớ thêm đường nha cả nhà. Đường, tại vì cái này nó chua nên mình phải thêm đường. Giờ để trứng vô nha cả nhà. Thấy khéo không? Để cái vỏ còn rớt vô đó cả nhà. Rớt cái chảo nè. Rồi giờ mình trộn lên. Giờ mình xào lên cho nó khô trứng là được rồi cả nhà. Món này cũng ngon lắm, ăn cũng bắt cơm lắm cả nhà. Nhà mình có ai thích ăn món này không? Này, đây thành phẩm đây. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Hẹn cả nhà ở video sau nha. Ê, cái này ăn với khô là ngon lắm á cả nhà.